khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đông cho tàn. Anh muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình yêu anh sao giống đời đóa phù dung. Sớm nở tối tàn, xót xa duyên mình chưa thắm đành dở xa. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Panasonic BM77. Dàn này chức năng chính là 5 CD hoạt động ok, MD không đọc, phía sau dàn hỗ trợ ngồi ao ít hai đầu AV ga 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 48cm, sử dụng tốt cho phòng 25m2. Hàng nội địa Nhật nguyên bản nguyên zin, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em nha. Bên em có bán khiển học chỉnh được chức năng cơ bản của dàn. Cái nào có nhu cầu mua khiển học thì liên hệ. Và em nhận gắn Bluetooth vào trong dàn. Thay vì mình gắn cái điện thoại thì có một sợi dây gồng rà như vậy, thì em sẽ gắn Bluetooth vào dàn. Mình sẽ không cần có dây nhợ. Bắt sóng trong vòng 50-100m2 là cực kỳ tốt. Bắt sóng rất là khỏe nha. Bây giờ tiếp theo em sẽ test nhạc qua CD cho mình tham khảo. Hình thức dàn rất đẹp, sử dụng cho phòng khách hoặc là phòng ngủ hoặc là bàn làm việc tầm 25m2. Nguyên bản, nguyên zin, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ, em sẽ ship chung cho các anh. Giá cục đổi nguồn bên em bán là 200.000. Hoặc mình cứ lấy điện 100-110V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn, khỏi cần mua đổi nguồn mất công tốn kém. Bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, canh nhận hàng tại nhà cho em địa chỉ là em ship tận nơi. Mua hàng bên em thì có hai cách thanh toán, một là chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái giắc hai đầu Avera 3.5 dùng kết nối điện thoại. Nếu mà mình không chuyển đủ thì vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000, em ship hàng tặng nhà, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Mình nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship, vì đây là hàng điện tử, đóng gói rất là kỹ, cẩn thận và hàng nặng, nên em sẽ không ship hàng khi không có cọc nha. Lưu ý giúp em, cái này thông cảm. Bên em nhận được tiền cọc hoặc chuyển đủ thì em mới ship hàng, tránh trường hợp đặt ảo và bơm hàng. Các anh nào có nhu cầu chép đĩa CD theo yêu cầu, mua remote học, gắn Bluetooth vào dàn thì cứ liên hệ 0931008099. Vào Zalo em sẽ tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết chốt hàng cũng như là tư vấn cho những mẫu mà mình có nhu cầu tham khảo trước khi mua. Bây giờ em sẽ test nhạc qua CD. Mình nghe bài Không Giờ Rồi của ca sĩ Trường Vũ và Như Quỳnh. Hình như là lộn bài rồi. Số 9. Mình nhầm bài. Nhớ nhớ đôi mình khi vừa mới quen, em thèm thùng trong ánh mắt mơ. Anh thầm nhìn em ước muốn làm quen, sao em quay mặt để anh buồn. TV máy tính chuyển đủ em sẽ tặng cái sắt này. Lo đánh đi quay hai cầu, muốn được tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều cách dãy. Công suất của âm ly là 55W. Góc cạnh của lo mặt sau. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng cứ liên hệ
0931 008 099 để em chốt hàng cho các anh.